Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà mình chuốt mi để được như thế này nhá. Và mọi người có thấy hai em mascara này rất là quen không? Dạo gần đây hai em này rất là hot ở trên TikTok luôn. Đợt này thì mình thấy rất là nổi cái trend các bạn gái ở bên Hàn dùng những cái đồ make up gì, và hai mascara này của Etude với Clio xuất hiện hoài luôn. Nên là hôm nay mình sẽ so sánh cho mọi người xem giữa mascara Etude House và mascara Clio cái nào sẽ đáng mua nhé. Và đầu tiên làm gì thì làm ý, mọi người nhớ là phải bấm mi thật cong nha. Với đồ chút của nhà Etude House ấy thì mình thấy nó sẽ hơi to nha mọi người, thế nên nó sẽ hơi khó một chút với những bạn nào mới tập make up. Và nếu mọi người hỏi mình là có thích cái mascara này không ý, thì mình kiểu 50-50 nha. Mình thấy cái mascara này lúc mà mới chuốt ý, nó khá là ướt, nên là các bạn chuốt cẩn thận nha, không là dễ bị lem lắm luôn ấy. Còn nếu như mọi người muốn kẹp mi giống như kiểu các idol Hàn ý, thì mọi người dùng một cái kẹp như thế này, sau đó mọi người gắp các cái sợi mi với nhau là được. Và mình cũng sẽ làm tương tự với bên còn lại nha. Với phần mắt bên trái thì mình sẽ dùng mascara của nhà Clio. Và em này của nhà Clio cũng rất là nổi nha mọi người, cũng đứng top ở trên bảng xếp hạng Olive Young của Hàn đấy. So với Etude thì đầu chuốt của nhà Clio cảm giác nó sẽ mảnh hơn, nhưng mà chuốt của em này khô khá là nhanh nha, thế nên mọi người cần chuốt nhiều lớp ý để cái màu nó lên rõ hơn. Còn để mà nói về độ cong với cả độ dài mi thì mình thấy hai con này nó như nhau, nhưng mà mình sẽ nghiêng về Clio hơn một tí, bởi vì bạn này chuốt mi dưới dễ hơn Etude mà chuốt không cẩn thận ý thì rất là dễ bị lem nha. Còn mọi người thích mascara nào hơn, Clio hay Etude House?